Chào tất cả các bạn. Đã một tuần rồi chúng ta mới lại gặp nhau với chương trình học tiếng Trung qua các chủ đề của tiếng Trung.vn. Và ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề. Các bạn biết chủ đề gì không? Đó là từ vựng tiếng Trung theo cái diện mạo của con người. Từ thứ nhất mình hướng dẫn các bạn đó là từ cao, thác hẳn cao, anh ấy rất là cao, đúng không? Ngược với cao sẽ là ải. Ải, tha khấn ải, tha khấn ải, anh ấy rất là lùn, lùn. Rồi, thế còn béo thì chúng ta dùng gì ạ? Pang, 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 có nghĩa là mập. Cái này dành cho con người, còn con vật hoặc thì người ta dùng từ phế. Ví dụ phế râu, tức là thịt mỡ. Thế còn một người phụ nữ hơi mập một chút thì mình có thể nói là tha yếu tiền pang, tha yếu tiền pang, cô ấy hơi mập một chút. Tha yếu tiền pang. Thế ngược với pang là sâu, sâu. Tha khẩn sâu, tha khẩn sâu, cô ấy rất là gầy. Sâu là gầy. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng từ sâu râu, tức là thịt nạc. Còn phấy râu thì là thịt mỡ. Bây giờ chúng ta có một cái từ trạng xiang. Trạng xiang tức là tướng mạo. Chúng ta mân tờ trạng xiang sang khan, hào xiang xung tí lẻ. Chúng từ tham ẩn tự trạng xiang tướng mạo, khan để mà nhìn, nhìn từ tướng mạo của họ thì có vẻ giống như là anh em vậy. Các bạn có thể tập lại nhé. Chúng tham ẩn tự trạng xiang sang khan, hào xiang xung tí lẻ. Xung tí là huynh đệ, lẻ là anh em. Ta có từ sân trái, sân trái. Ta có sân trái khẩn mẻ, thả sân trái khấn mẻ, tức là cái dáng vóc của cô ta rất là đẹp. Hoặc là chúng ta có một câu khác, thả tờ sân trái khấn méo theo, thả tờ sân trái, tức là dáng vóc của cô ấy khấn méo theo, rất là mảnh mai, méo theo có nghĩa là mảnh mai. Thả tờ sân trái khấn méo theo. Các bạn có thêm một từ khác là từ thu tịnh. Thu tịnh có nghĩa là hói đầu, hói đầu. Ví dụ mình có thể đặt một câu là vì sao mà y ban đều là nam nhân thu tịnh, vì sao mà tại sao y ban đều là nam nhân thu tịnh, đều là đàn ông bị hói, đúng không? Chúng ta rất hiếm khi thấy người phụ nữ hói, nhưng mà thật là khổ cho người phụ nữ nếu khi họ hói. Đàn ông hói thì có lẽ là mọi người nhìn nó cũng quen rồi, ví dụ như tôi thì tôi cũng tự thấy chả có thấy gì ghê gớm lắm, nhưng mà với phụ nữ thì chắc là sẽ kinh khủng lắm đây. Cái từ nếu một số bạn nào mà bị hói giống tôi thì cũng hãy cứ tự tin, bởi người ta theo khoa học người ta chứng minh là những người đàn ông mà bị hói là lý do là bởi vì cái thể chất đàn ông trong người ta là quá mạnh, khiến cho là tóc nó không thể mọc lên được, nên là các bạn cứ yên lòng nha. Chúng ta đi tiếp. Ta xử lý lại cái câu là vì sao y ban đều là nam nhân thu tịnh, vì sao tại sao y ban đa phần thông thường nán đấn sư nán đấn thu thì lại là đàn ông bị hói, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nói về diện mạo. Người ta có thể tai giản chi ủa chân trai tai giản chi, tôi đang đeo kính thế này, ủa chân trai tai giản chi, ủa yếu sáng giản phí, tôi có mắt hai mí, ủa yếu sáng giản phí, sáng giản phí sầu sư sư chấm mất chúa thật. Sáng giản phí, mắt hai mí, sầu sụ là thủ thuật, phẫu thuật. Sự chấm mất chua tập, phải làm như thế nào? Câu này chắc có lẽ là các bạn Hàn Quốc sẽ thường xuyên hỏi, đúng không? Sáng giản phí, sầu sụ, thủ thuật là mắt hai mí. Sự chấm mất chua tập thì phải làm như thế nào, đúng không? Chúng ta đi tiếp một từ nữa. Thế ngược với mắt hai mí sẽ là tan giản phí, tan giản phí. Tan là đơn, giản phí là mí mắt, đúng không? Tức là mình mắt một mí. Tan giản phí dễ khấn hiểu thơ sửa, tức là mắt một mí cũng rất đặc sắc mà, đúng không? Đa bộ phận Trung Quốc人, Hàn Quốc人, Nhật Bản人都是单眼皮的. Đa bộ phận, đại bộ phận Trung Quốc人, người Trung Quốc, Hàn Quốc人, người Hàn, Nhật Bản人, người Nhật, 都是, đều là tan nhiệt khí đó, là có mắt một mí mà có ra đâu, đúng không? Cũng đẹp mà.
Bây giờ chúng ta đi tiếp có cái chiều ua. Chiều ua là cái lúm đồng tiền. Ua mấy hiểu chiều ua? Ua mấy hiểu chiều ua? Tôi không có lúm đồng tiền, đúng không ạ? Và ở Trung Quốc đang có một cái bạn rất là giỏi, bạn kiếm được rất nhiều tiền bằng cách tạo ra mọi người một cái chiều ua giả, trà choang là chiều ua, tức là một cái lúm đồng tiền. Và khi mà bạn tung cái sản phẩm ra thị trường, bạn kiếm được rất nhiều tiền, và chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo những thứ mới lạ như vậy để có thể phát triển, đúng không? Tạo ra một cái, giải quyết một cái nhu cầu mà rõ ràng là nhiều chị em hoặc là nhiều các bạn nữ thích có, đúng không? Chúng ta đi tiếp, chúng ta có một từ khác là cao pí lén. Cao pí lén, cao là cao, pí lén là cái sống mũi này, cao pí lén là sống mũi rất là cao. Nam nhân sư bù sư pí lén cao tờ, sinh uy bì giao chẳng à. Nam nhân, người đàn ông, sư bù sư phải chăng pí lén cao tờ, sống mũi cao, sinh uy tình dục bị treo chẳng sẽ tương đối mạnh có phải không? Cái này nó vẫn là một câu hỏi đồn thổi, đúng không? Người ta cho rằng những người đàn ông có sống mũi cao, ví dụ như mình ấy, thì khả năng tình dục rất là tốt. Cái đấy thì cũng phải xem, đúng không? Chị em cứ phải thử nghiệm thì mới biết được, chứ cũng người ta đồn thổi thế thôi, cũng chưa chắc, đúng không? Rồi, chúng ta tập lại câu này nhé. Nam nhân, người đàn ông, sư bú sư phải chăng bí lén cao thật, nếu mà có cái sống mũi cao, sinh uy tình dục bị chèo chén á, tương đối mạnh phải không? Ta có một cái nốt ruồi, ví dụ bạn có nốt ruồi thì nó cái nốt ruồi người ta gọi là trừ. Ví dụ như ta tẩy nốt ruồi người ta gọi là tẻn trừ. Tẻn trừ là tẩy nốt ruồi đi. Cái nốt ruồi thì có một số người kể câu chuyện nốt ruồi là, tức là có những người kiếp trước làm những việc không tốt gì đó, thì kiếp này khi mà ông mụ bà mụ khi mà cho chúng ta sinh ra trên trái đất thì đánh một cái dấu về báo là cái bạn đấy ngày xưa là như thế như thế. Nhưng mà đây cũng chỉ là một câu chuyện thôi, còn có đúng thế hay không thì chúng ta chưa biết. Tôi thấy cũng có một số bạn có nốt ruồi nhưng mà bạn ấy sống vẫn ok, anh em bạn bè vẫn rất quý, có sao đâu, đúng không? Trừ tức là nốt ruồi. Yào shui dian zhi hui liu xia ba hen ma. Yào shui thuốc nước, dian zhi để tẩy nốt ruồi, hui liu xia còn bị ba hen sẹo ma hay không? Khi chúng ta dùng thuốc nước để mà tẩy cái nốt ruồi đi thì liệu nó có để lại sẹo hay không? Tôi nghĩ là có. Chúng ta tập lại. Yào shui dian zhi hui liu xia ba hen ma. Yào shui là thuốc nước, dian zhi là khi chúng ta tẩy cái nốt ruồi, hui liu xia có thể lưu lại ba hen ma, tức là những cái sẹo không? Nếu mà thực sự nó không ảnh hưởng gì đến đời sống của bạn nhiều lắm và nó cũng có duyên nhất duyên thì tôi nghĩ cái nốt ruồi cũng nên nhảy. Ok, chúng ta đi tiếp sang một từ khác. Từ này chúng ta vừa đọc đến, nó từ pa khẩn. Pa khẩn có nghĩa là vết sẹo, đúng không? Tha chùa yến chảo xạ yếu cơ khẩn sân tờ pa khẩn. Dưới góc mắt trái của anh ấy có một vết sẹo rất là sâu. Tha chùa yến chảo xạ yếu cơ khẩn sân tờ ba khẩn, sân là đậm, ba khẩn là cái vết sẹo. Tha chùa yến chảo xạ yếu cơ khẩn sân tờ ba khẩn. Tiếp theo chúng ta sang dâu quai nón. Mình không có dâu quai nón. Nhưng mà nếu dâu quai nón thì bạn có dâu quai nón thì bạn đọc là lùa sai khú. Lùa sai khú, ví dụ thiên sinh mấy yếu lùa sai khú không thể hành khứ gì chẳng mà vốn sinh ra không có dâu quai nón thì về sau này nó có thể mọc lên được không nhỉ? Tôi nghĩ là chắc có một số loại thuốc giúp các bạn mọc lên, và khi có một số bạn thì cho rằng là khi có cái dâu quai nón thì nó sẽ mang mạnh cái tính manly hơn, đàn ông hơn. Nhưng mình thì mình không cho như vậy. Cái sức mạnh của đàn ông nhiều khi nó lại thể hiện ra bằng cái hành động của anh ta, bằng cái khí chất, cái thái độ làm việc của anh ta là người phụ nữ thật sự sẽ cảm nhận được, đúng không? Không nhất thiết là phải có dâu thì mọi người mới thấy là mình rất là hoành tráng, mình rất là manly. Không cần, có thể mình nhà cô ấy 3 năm rồi chưa làm được sổ đỏ, mình giúp cô 15 hôm làm được thì đấy, người ta thể một người đàn ông rất mạnh mẽ, rất là có quan hệ, rất là giỏi, ví dụ thế, đúng không? Đâu cần trường hợp đấy chưa có dâu quai nón vẫn hấp dẫn được phụ nữ mà, đúng không? Ok, ta có cái từ dâu quai nón là lùa sai khú. Lùa sai khú, thiên sinh mấy yếu lùa sai khú, vốn sinh ra không có
cơ quan đó hậu thiên cứ giảm mà vì sau này cũng phải mọc được không, đúng không? Nếu bạn nào chưa tự tin thì có thể mua thuốc để làm cho mọc cho dâu quai nón cho nó đẹp, đúng không? Cho dâu mấy anh Hồi giáo. Chúng ta có một từ nữa, ủ quan toàn trận. Ủ quan toàn trận tức là tướng mạo đoan trang, ngũ quan quan chính. Thì người ta nói là này, mắt này, mũi này, cái miệng này, thế rồi là cái mặt này, rồi còn một cái thân thể của mình nữa, gọi là cái ngũ quan. Ủ quan toàn trận tức là ngũ quan đoan chính, tức là những cái thứ đấy cho thấy là một cái người rất là hài hòa. Thông thường thì những cái người như vậy thì là người tốt, là người nhanh nhẹn, làm việc được, thông minh, sáng dạ, đúng không? Nhưng theo kinh nghiệm thực tế của mình thì mình đã phát hiện ra cũng có một số người, người ta có một tướng lạ nhưng mà người ta vẫn thành công, vẫn mạnh mẽ, vẫn phát triển. Có thể là người ta gọi là ngũ đoạn, đúng không? Cái gì cũng rất là ngắn. Ví dụ như là có một người bạn của mình bây giờ đã chuẩn bị, chắc bạn ấy có nhu cầu là sẽ lên làm chủ tịch tỉnh Yên Bái. Là người bạn thân của mình từ nhỏ, từ khi mà mình vào đại học đặng thì hồi đấy bạn ấy rất là lùn lùn ngắn ngắn, cái gì hoạt ngắn, nhưng mà cũng là một cái tướng tốt. Mình thấy các bạn về sau phát triển rất là tốt. Hoặc là như cái người gọi là thần tượng của mình, đúng không, là Mã Vân, Mã Uyên, thì ông ấy cũng rất là xấu nhưng mà ông vẫn phát triển. Nên nếu mà bạn nào mà không có ủ quan toan trận, tức là ngũ quan đoan chính, mà có thể là hơi xấu thì cũng có thể học hỏi ông Mã Vân nhỉ. Tức là mình vẫn có những cái cơ hội để mình phát triển, hoặc là mình gọi là kỳ hình dị tướng chẳng hạn, đúng không, thì vẫn tốt, vẫn phát triển được. Chúng ta đi tiếp sang một cái từ nữa. Chúng ta có thể là đặt câu với từ ủ quan toan trận. Ủ quan toan trận chiêu sư chữ mẹn đúng treo khảo. Người ta nói là ngũ quan đoan chính là chỉ là cái người có mặt mũi sáng sủa, đúng không, hình thể tốt. Bây giờ chúng ta đi sang một từ khác là cao chén củ. Cao chén củ, theo người Việt Nam thì người ta hay nói với nhau là cái người mà cao chén củ, người đàn bà thì thường là không tốt cho chồng con. Nhưng mà cái đấy cũng chỉ là đồn đoán thôi, còn sự thật bây giờ nhiều em người mẫu cao chén củ, đúng không? Nhưng mà cuộc sống em vẫn rất là tốt, vẫn lấy chồng, vẫn đẻ con, có làm sao đâu, đúng không? Cái đấy thì có lẽ là chúng ta phải tự trải nghiệm thôi. Cái từ đó là từ cao chén củ, là gò má cao. Thêm một từ nữa ta có là từ phu sượng, là màu sắc của da. Bạn có cái này gọi là màu sắc của da, đúng không? Phu sượng. Thế tiếp tục ta có một câu đi kèm với nó là gì? Tha thờ phu sượng khẩn bái. Tha thờ phu sượng khẩn bái, cái màu sắc da của ấy rất là trắng, đúng không? Yêu nâng yêu bái, tức là vừa trắng lại vừa non, đúng không? Rồi chúng ta có một cái từ nữa, đó là từ rấu ruộng. Khi mình mô tả con người yếu đuối thì ta dùng từ rấu ruộng, tức là ẻo là yếu đuối. Tha sân thì khẩn rấu ruộng, anh ấy sức khỏe rất là yếu. Tha sân thì khẩn rấu ruộng, đàn ông của mình thì không nên như vậy, đúng không? Không nên sân thì rấu ruộng, sức khỏe yếu là không nên. Vì vậy mình thêm mình thêm tôi yêu toàn sân thì ngày nào mình cũng phải rèn luyện sức khỏe để làm gì nhỉ? Có được cái sức khỏe thật là chia sự, tức là vạm vỡ khỏe mạnh. Và câu này chúng ta đặt là tha thờ sân thì chia sự, tha thờ sân thì chia sự, tức là cơ thể của anh ta rất là vạm vỡ khỏe mạnh. Một từ nữa ta có từ chinh siêu. Chinh siêu có nghĩa là thanh tú. Tha men mao chinh siêu, tụ cô ấy tướng mạo rất là thanh tú, mặt đẹp, đúng không? Tha men mao chinh siêu. Từ kế tiếp ta có từ khứa ải, có nghĩa là hòa nhã. Khứa ải, tha khứa ải, khứa chín, cô ấy hòa nhã và dễ gần, đúng không? Ồ mần xiao cửa khứa ải khứa chín đời chứ yến. Chúng tôi muốn có một người nhân viên là diện hòa nhã dễ gần, đúng không? Từ số 24 ngược lại với khứa ải thì đó ta có một từ chọc lâu. Chọc lâu là nói về hình thể xấu xí, đúng không? Tha xiang mao chọc lâu, tướng mạo của anh ta rất là xấu, đúng không? Tha xiang mao chọc lâu. Bạn nào có bị người ta nói là nỉ là xiang mao khấn chọc lâu, tức là tướng mạo của rất là xấu, thì cũng đừng buồn nhé. Bởi vì biết đâu chúng ta lại rơi vào cái loại là kỳ hình dị tướng kia thì sao, giống như Mã Vân, đúng không? Xấu mà có 25 tỷ đô la thì ok, tôi cũng đồng ý xấu. Ok, chúng ta sang từ cuối cùng
một trong những cái từ rất quan trọng đó là từ siêu ngựa. Siêu ngựa tức là hung ác, đúng không ạ? Tha siêu ngựa, ta khởi nghiệp chính trị. Tha, anh ta siêu ngựa tức là gì ạ? Độc ác. Tan, nhưng khấn hiểu chính trị, rất là thú vị. Anh này rất là độc ác, đây là một cái hiểu tượng độc ác nhưng mà lại rất là thú vị. Ví dụ như chúng ta có thể nghiên cứu về Hitler, đúng không? Thì ông ta là người, ai cũng bảo là ông ta rất độc ác, nhưng mà ông ta cũng là một người rất là đặc biệt, đúng không? Rất đáng để nghiên cứu, bởi vì con người đấy cũng có những cái tài rất kinh khủng, đúng không? Đấy. Chúng ta có thể đặt lại câu này là tha siêu ngựa, tức là anh ta hung ác. Ta khấn hiểu chính trị nhưng mà cũng rất khá là thú vị đó, đúng không? Chúng ta nên nghiên cứu. Người tốt người xấu chúng ta đều nghiên cứu để xem là người ta có cái gì hay, bởi vì người tốt người trong người xấu biết đâu người ta cũng có những cái điểm gì đó để chúng ta tìm thấy, đúng không ạ? Chúng ta sang một cái kết của ngày hôm nay, đó là mình muốn sử dụng một cái từ là mô tả con người, đó là bái xi, tức là trắng nõn nà, bái xi xi, đúng không ạ? 为什么女明星的皮肤总是那么白皙? 为什么? Tại sao? 女明星的皮肤, làn da của các cái cô nữ minh tinh ấy, 总是, luôn luôn, 那么白皙, là trắng như vậy. Chúng ta tập lại câu này. 为什么? 为什么? 女明星的皮肤, 总是那么白皙? Thì cái này thì mình nghe chắc là người ta đi spa nhiều, người ta bơm thuốc, tiêm thuốc, người ta sử dụng các loại thảo dược, đúng không? Ví dụ thế thì người ta trắng da. Nhưng như mình thì là đàn ông thì mình nghĩ rằng trắng màu nào thì cũng tốt thôi, nhưng mà nếu mà không ấy, thì cái màu da năm năm mình cũng rất là thích, bởi vì trông nó rất là khỏe mạnh. Ok, ngày hôm nay chúng mình đã giải quyết xong được một cái chủ đề, đó là nói về tướng mạo con người. Các bạn sẽ luyện tập nhé, sử dụng cái từ này, xong các bạn lắp thành câu sau đó thì viết ra. Và nếu mà các bạn là học viên của lớp tiếng Trung online của mình thì các bạn cũng đăng những cái câu này lên trên nhóm để mình chấm điểm, xem các bạn viết lách làm sao, đúng không? Nói về tướng mạo của người bạn đi, đúng không? Đấy là cái bài tập mình giao về cho các bạn học lớp học tiếng Trung online của mình. Có một số bạn hỏi, thế làm thế nào để tham gia cái lớp đó? Cái lớp đó là lớp thu phí và nó bạn đăng bài lên trên một cái nhóm Facebook nhất định mà mình đã chỉ định, xong rồi mình vào mình chấm điểm chữa các lỗi sai cho các bạn. Và khi tham gia cái lớp học tiếng Trung online đó thì bạn được sở hữu 4 cái giáo trình từ án 1, án 2, án 3, án 4 mà mình đã quay clip để giúp các bạn có thể tự học được này. Giáo trình 301 câu đàm thoại chính trung này, 100 chủ đề nói này. Và dạy cách viết chữ Hán 1500 chữ làm sao thì cũng nằm ở trong cái chương trình học tiếng Trung online đó. Các bạn có thể liên hệ với trung tâm tiếng Trung .vn để mua chương trình đó để có thể học một cách bài bản hơn. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các chương trình lần sau. Tiếng Trung .vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.